Xin kính chào quý vị khách hàng. Trong phiên quay thưởng ngày 9 tháng 5 năm 2015 của chương trình Quay số may mắn, mùa hè rực lửa du lịch thả cửa do hệ thống siêu thị điện máy Pico tổ chức, có một vị khách hàng chúng tôi không liên lạc được và vị khách hàng này cũng không tới nhận giải thưởng. Do vậy, cho tới thời điểm này, chúng tôi sẽ quay lại một khách hàng trong phiên quay thưởng ngày 9 tháng 5. Trong phiên quay thưởng ngày 9 tháng 5, có 59.380 mã số dự thưởng đủ điều kiện tham gia. Ngay sau đây, phiên quay xin được bắt đầu. Quý khách có thể truy cập vào website muahe-rực-lua.pico.vn để xem lại các video clip đã quay thưởng trong các phiên quay thưởng trước. Và cũng tại website này, quý khách có thể xem lại danh sách các khách hàng đã trúng thưởng một chuyến du lịch Thái Lan trong mùa hè này cùng Pico. Xin chúc mừng khách hàng có mã số trúng thưởng 677-201-847-425-842, khách hàng Bùi Hồng Nhung có số hóa đơn 1847425NT, ngày xuất kho mùng 6 tháng 5 năm 2015. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý khách trong những phiên quay thưởng tiếp theo.